Quý vị thân mến, ở clip lần này giới thiệu với quý vị và các bạn đôi loa JBL của Mỹ. Đây là đôi loa JBL TLX20. Đôi này sản xuất theo công nghệ của Mỹ và dành riêng cho thị trường châu Âu. Cụ thể nó được sản xuất tại Đan Mạch, quý vị thấy rất rõ, sản xuất tại Đan Mạch. Ở Đan Mạch thì nó là cái công xưởng lắp ráp loa JBL cho thị trường châu Âu, và riêng bát loa thì được sản xuất tại Pháp, tức là nó phân công trong các công đoạn sản xuất từng chi tiết của sản phẩm rất rõ ràng, giống như cái việc lắp ráp máy bay Boeing vậy. Khung sườn thì sản xuất ở một nước, động cơ thì sản xuất ở một nước và lắp ráp lại ở một nước khác, ví dụ như thế. Thì nó chuyên môn hóa rất sâu, đây là cái đặc điểm của các tập đoàn lớn. Đối với đôi loa này thì dành cho thị trường châu Âu nên chất lượng của nó được trau chuốt từ linh kiện, dây dợ đến phân tần bán dẫn. Ở trong ấy thì được sử dụng rất là những linh kiện chất lượng rất là cao. Đấy, quý vị thấy rất rõ. Đây là một đôi loa cũng còn nguyên cả bụi đường và cương audio lây châu cũng chưa có thời gian để lau dọn nó để cho nó nhìn bắt mắt hơn. Quý vị thấy rất rõ, đây là một đôi loa cây. Nó cao khoảng tầm 1 mét. Quý vị thấy rất rõ. Nó vẫn còn nguyên bụi bặm. Đây là một đôi loa cây thiết kế gồm có một chép, một chung và hai bát. Tất cả mọi thứ đều còn rất đẹp, còn nguyên bản cả, quý vị nhìn thấy. Nó chỉ là bụi bặm, không có một vết chày nào đâu quý vị ạ. Chủ yếu là những nốt đốm đốm quý vị thấy đó là bụi bặm. Ê căng thì còn rất đẹp, còn nguyên bản. Đôi loa này rất dễ ghép âm ly, nó không kén âm ly, công suất nó rất lớn. Và quý vị nên, nếu thích nghe nhạc mạnh, những nhạc như Dezy, Vũ Trường, thì quý vị nên sử dụng những âm ly lớn như Denon hay Pioneer lớn. Quý vị không nên sử dụng những âm ly san xui, vì âm ly san xui bản chất nó tiếng nó trầm ấm, khi đánh với lại JBL lại trầm ấm, hai thứ nó cộng lại với nhau thì nó sẽ tạo ra sự dư bass và rất khó xử lý cái giải trầm của phương án phối ghép đó. Ở phương án này thì do cũng không có nhu cầu về nghe nhạc nó rất mạnh theo tiết tấu nặng kiểu như Dezy, cho nên là tạm sử dụng một âm ly rất rẻ tiền, đó là âm ly Marantz 54D. Đây là một âm ly cực kỳ rẻ tiền và tôi muốn chứng minh cho quý vị thấy rõ rằng đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng nhất là vừa tai. Và phương án này thì tôi có sử dụng một chiếc lọc xì để can thiệp vào âm sắc một chút. Đây là một chiếc lọc xì cũng rất nổi tiếng của hãng Victor, mà quý vị đã biết đến ở những clip trước tôi đã giới thiệu rồi. Đó là chiếc lọc xì R7, nó có quá nhiều chức năng, có cả lọc tiếng của người hát, tức là tiếng của ca sĩ. Nếu quý vị sử dụng những lọc xì này kết hợp với một bộ dàn karaoke nữa thì quý vị sẽ thấy hiệu quả giọng hát của quý vị được nâng tầm lên rất rõ ràng. Và tiếp tục sử dụng một đầu CD Sony 228 ESD, đây là một cái đầu không kén đĩa mà mắt của nó rất tốt, cho đĩa ta chỉ cần buông tay là nó đọc ngay thôi. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này xin liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Số điện thoại trên cũng là số đăng ký Facebook và Zalo, luôn sẵn sàng chờ đợi quý vị và các bạn kết bạn. Khi gọi điện không liên lạc được hoặc thấy không bắt máy, quý vị vui lòng để lại tin nhắn trên Facebook và Zalo, Cương Audio Lai Châu sẽ lần lượt trả lời quý vị. Quý vị lưu ý là mỗi một bên bát của nó là bát 25, một thùng của nó hai bát, một chung một chép, thùng rất nặng, nhìn rất sang trọng. Cách thiết kế để chân của nó cũng tạo ra ấn tượng. Sau đây chúng ta sẽ nghe một ca khúc mà tôi đã test ở clip trước, không sử dụng lọc xì. Ở clip này chúng ta sử dụng lọc xì. Tiếp theo lên rất là mạnh. Quý vị như vậy là thấy chiếc lọc xì đã can thiệp rất sâu vào phần đại cao của bản nhạc, còn tất cả đại trầm và đại trung đều giữ mộc nguyên. Nhà nàng bên kia sông có chúng sinh đầu ngõ. Đây cũng chính là lý do tại sao rất nhiều người thích sử dụng lọc xì để nghe nhạc. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa
sớm chiều nàng đi về tôi đón. Tiếng bát của dòng di bên này rất chắc quý vị ạ. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa. Nếu như chúng ta sử dụng bộ kéo đẩy này của Mazan còn đánh như đó đấy thì tuyệt vời. Ngày kia làng tôi đang sống được yên, giặc tràn qua sông khói lửa mù. Những kẹp lách tách lách tách nghe rất hay. Rồi tôi rộn vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình đành chia phôi, tôi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, thượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần sơn phai động vui chưa chan. Đây là ca khúc Chuyện người con gái ao sen qua tiếng hát của danh ca Trường Vũ. Chiều sương vây kín cả dòng sông. Quý vị thấy rất rõ là chiếc lọc xì nó đã can thiệp vào phần âm sắc, nó nâng những giải âm cao mà bị thiếu, nó nâng lên vừa tai quý vị. Đồng thời những giải trầm thừa ủ thì nó khống chế để cho bản nhạc nó được tinh gọn hơn. Nó phụ thuộc vào tài năng chỉnh của quý vị rất nhiều. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường. Chúng ta có thể nâng giải mid lên hoặc là để nguyên ở mức 50% thì nó sẽ đảm bảo giống như ở đầu CD phát trực tiếp, không qua lọc gì. Riêng phần giải mid của nó là như vậy. Hoa vừa mới hoa sen lúc xưa. Ưu điểm của dòng GB này chính là kép không lẫn xuống chung, chung không lẫn số bát, thuật ngữ người ta gọi là không dính. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Nếu như chúng ta sử dụng một DAC giải mã độc lập nữa thì độ chi tiết tách bạch còn nâng lên rất nhiều lần. Tất nhiên nó sẽ thêm chi phí cho quý vị. Đôi loa này có giá cả rất phải chăng, nó chưa được đa thể loại nhạc. Tình đầu như là cổng, tôi đứng buồn mình mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Tình đầu như là cổng, tôi đứng buồn mình mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Như vậy quý vị thấy rất rõ là cùng một ca khúc này tôi test làm hai lần. Ở clip trước thì tôi không sử dụng lọc xì, và ở clip này thì có sử dụng lọc xì. Quý vị nghe và đối chiếu hai clip để xem tác dụng của lọc xì nó như thế nào đối với lại một bản nhạc. Từ đó thì quý vị có thể quyết định có nên sử dụng lọc xì trong một bản nhạc mà quý vị dùng để nghe hay không, thường xuyên hay không. Và giới thiệu với quý vị, đôi loa này được mọi người yêu nhạc cũng đánh giá rất cao, bởi vì một là nó phù hợp với túi tiền của người bình dân, thứ hai nữa là chất lượng âm thanh của nó thì rất tuyệt vời, trong tầm tiền thì có lẽ là khó đòi hỏi gì hơn. Một đôi loa cây chơi được đa thể loại nhạc, có ba đường tiếng, một là giải cao tức là chép, trung và hai bát,
Bản chất 2 bát thì là một đường tiếng thôi. Nó có một bát điện, một bát cộng hưởng để tạo thêm sự uy lực trầm ấm. Và đặc biệt hãng JB này có một điều bí mật mà hãng khác cũng phải ngả mũ bái phục. Mặc dù là loa thiết kế ở đây là loa thùng nén, nhưng tiếng bát thì cực kỳ uy lực, không khác gì những hãng khác sử dụng những loa có lỗ thông hơi ở phía trước. Quý vị có điều kiện sở hữu đôi loa này thì nghe và so sánh với những đôi loa của hãng khác, chúng ta cùng suy ngẫm tại sao hãng JB lại thành công đến thế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi nhu cầu của quý vị về mua loa âm ly, lọc xì, CD, xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin cảm ơn những tình cảm quý vị đã dành cho Cương Audio Lai Châu. Xin chào tạm biệt.